Chào mọi người đã trở lại kênh của mình. Đấy, hôm nay là mình quay video này, mình chia sẻ món ngọc dương ngâm rượu nhá. Đấy, con dê mình đã làm thịt sạch sẽ ở đây thì được đấy. Đây là cái ngọc dương của nó này, gọi là súng đạn đấy. Đó, đấy súng của nó đây. Đây con dê này, là 36 kg hơi đấy. Các cái bộ súng ra đây, đấy, rất là ngon mọi người. Đó, bộ súng to chưa mọi người, đấy, này ngâm rượu luôn nhá, tươi nguyên này, đấy. Cái này mình ngâm khoảng 3 tháng rồi, nó rất là tốt cho sức khỏe đấy. Cái rượu này là rượu ông uống bà khen. Đấy mọi người ơi, cái bộ súng mình cắt rồi này mọi người, đây này, đấy. Súng của con dê này này, đấy. Con này đã bị cắt cái chim của nó rồi. Đấy. Chút nữa mình ngâm rượu để uống này mọi người. Đó. Cái rượu này là ông uống và khen, đấy. Đây là con dê này, con dê được cắt rồi này, đấy. Nguyên này. Trông rất ngon mọi người. Đấy. Trông rất ngon. Hôm nay kênh của mình được hơn 300 người đăng ký rồi. Đó, mình rất là vui đấy, mỗi ngày được hơn 10 người đăng ký. Các này bắt đầu làm cái món này chắc là tăng nhanh như này. Nói chung là mình làm YouTube chỉ rất là đam mê thôi, bật kiếm tiền chắc còn lâu lắm mọi người ơi. Bạn nào làm YouTube thì làm theo đam mê thôi. Đấy. Còn công việc chính của mình thì vẫn làm bình thường mọi người ạ. Mình làm theo YouTube thì chắc là cũng sống không mọi người ơi. Mình làm bây giờ mình còn đang âm bao nhiêu tiền nên mọi người, đầu tư nhiều lắm, đang lỗ lắm mọi người. Rồi xin chào cả nhà. Đây là cái súng dê gọi là ngọc dương dê đây này, đấy. Mình đã dùng rượu trắng này, mình hòa với nước sôi để nguội cho mình rửa sạch sẽ đây. Mình để ráo tí mình cho vào cái lọ thủy tinh như này đây. Đây là cái lọ thủy tinh chúng mình cho vào nhá. Đó. Đây hai cái cật đây. Đấy, mình rửa sạch sẽ mình cho vào cái lọ này. Đấy, mình cho vào trong này này, đấy mình cho vào trong này. Đó. Để gần cho các bạn thấy luôn, đó. 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 Còn đây là cái tất cả các vị thuốc bắc đây. Đấy, như là đây táo tàu này. Đấy, táo tàu đấy các bạn. Táo tàu này, đấy, thảo quả này, đấy, quy tử này, những cái dễ sâm này, đấy dễ sâm này, nó có rất nhiều vị thuốc bắc. Đây là vị thuộc địa này, đó. Mình cho vào đây để cho nó có cái tác dụng nó thơm cái mùi rượu. Còn nếu mình ngâm như này thì không thì nó uống rất là tanh mọi người. Ai uống không quen thì uống không được. Mình cho cái này vào nó thơm. Đấy, rất là bổ, kết hợp với vị thuốc với rượu nó rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Đó. Mình ngâm đây cũng phải 3 tháng hơn mới uống được mọi người. Đó. Bạn nào có điều kiện thì mình cho vào cái lọ, cho là cái lu sành đấy, mình đổ rượu vào xong mình ngâm, mình chôn dưới đất. Đấy, chôn đất khoảng mấy tháng là mình lấy lên mình uống rất là ngon mọi người. Đó. Mình có điều kiện thì mình dùng cái loại này thôi, mình để đấy, mình để mình ấy thôi, mình đổ rượu mình ngâm thôi, mình uống thôi. Đó. Này cũng tốt cho sức khỏe lắm mọi người, rất là nam giới này. Tốt lắm. Đây là vị thuốc rất là tốt cho sức khỏe. Đúng. Đây ngày nào mình cũng uống khoảng 1 chum nhỏ nhỏ thôi, trước khi đi ngủ mình uống 1 chum nhỏ. Mình đi ngủ uống tốt lắm. Quay gần cho các bạn thấy luôn nhé. Đấy, cái vị thuốc bắc này đây, cái quả nó như quả cau, đây là thảo quả mọi người, tên là thảo quả. Còn cái trái nó xấu xí nó nhăn nhau này, táo tàu mọi người. Đấy, còn cái màu đỏ đỏ nó như thế này là kỳ tử. Đấy. Còn những cái dễ sâm, đẳng sâm gì này. Đấy. toàn mấy cái vị thuốc bắc này đấy, mình ngâm cho nó kết hợp với cái vị thuốc này nó tốt, cũng tốt mọi người, bún nó không bị tanh. Như món rượu này là ông uống bà khen đấy mọi người, đấy rất là tốt mọi người. Một người uống hai người vui đấy mọi người, đấy dân gian họ hay nói vậy đấy. Đây. Rượu mình mua đây mọi người, mình đặt rồi đây. Rượu này là trên 45 độ mọi người nhá. Đấy. Đấy, còn đây là bộ súng đại của nó đây. Đây. Mình giờ mình chuẩn bị bỏ mình ngâm đây mọi người. Đấy, mình rửa sạch sẽ rồi. Đây giờ mình chuẩn bị bỏ vào nhá mọi người ơi. Đây. Đây cái bình rượu mình đã mua về đặt đây đây. Rượu này là 45 độ trở lên đấy mọi người. Đấy mình ngâm cái này phải nhiệt độ cao thì nó mới chín được, cái này nó ra được không hỏng. Đó là cái xé rồi đây. Đây là vị thuốc bắc tí mỏ ngào. Rồi đây là rượu mình đã đổ vào đây nhá mọi người. Đấy. Mình cho cái súng vào nhá mọi người. Đây. Đấy, cho vào đây nhá mọi người. Đấy, vào đây mày xong rồi con ơi. 3 tháng nữa ông mình chơi mình con à. Đấy, mình cho vào hết nhá mọi người, đấy. Đấy, cho vào, đấy mọi người nhá, đấy. Đấy cho cái vị thuốc bắc vào, đấy. Táo tàu. Đấy, đầy đủ hết các vị thuốc vào. Đấy, cho vào đây cứ để 3 tháng xong thì uống được. 3 tháng ở đây nhá mọi người. Đấy, cho vào đây mọi người, đấy. Mình đã gửi đi mùi rượu rồi. Mày cũng rất là tốt cho mọi người. Đấy. Mình cho cái gì khúc này. Đấy. Này mình cứ đậy để lơi thoáng bát 3 tháng sau mình uống được rồi. Mỗi lần uống thì uống cái chung nhỏ nhỏ thôi mọi người. Mỗi tối trước khi đi ngủ mình uống một chung nhỏ nhỏ thôi. Rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Rượu ông uống và khen đấy mọi người, rất tốt đấy mọi người. Mọi người cái hũ mình đã ngâm trước đó 3 tháng rồi mọi người, đấy cái súng của nó đây này mọi người, đấy chín rồi đấy mọi người. Ôi giờ mình cũng thử cái nhá, nóng đỡ mấy nọ rồi ra cái màu này mọi người, đấy uống cá nhá. Ui thơm nặng quá mọi người, thơm quá, uống hết đi là chắc say quá, đấy rất là thơm ngon. Thưởng quá rồi, ngon quá mọi người. Chứ 3 tháng hơn 3 tháng rồi đây, nó ra cái màu này, uống rất là ngon mọi người. Này rượu ông uống bà khen đấy mọi người. Tối nào mình cũng trước khi đi ngủ mình làm một cái chung nhỏ này đó mọi người. Đấy. Đấy, một tối đi ngủ mình cứ làm cái cốc nhỏ đó mọi người, đấy rất là tốt mọi người, đấy.